Rồi, chào các bác quay lại với Sinh Audio nhé. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em những cái kênh nhé, để theo dõi những sản phẩm mới nhất bên em đang đăng bán cho các bác. Ok, hôm nay em lên cho các bác một combo, một bộ karaoke gia đình. Nói chung là giá vô cùng hợp lý cho các bác. Giá vô cùng hợp lý nhé. Đầu tiên là một mic không dây BLIB B777 Bolosuction Wild Microphone. Đấy. 4 dâu. Mỗi dâu là một tần số UHF và RHF. Hai tai mic đen sang chảnh. Tiếp theo nữa là một con vang số Petty House DAK 3000. Đấy. Dòng này là dòng chưa phải là xịn nhất của Petty House. Xịn nhất của Petty House là BAK 5000. Nhưng mà đây là dòng cũng bình thường, chống hú cực kỳ tốt. Và một con đẩy 3 kênh MA3610. Cái này cho dùng cho gia đình. Nếu mà các bác sau này, ví dụ là hiện tại các bác chỉ có loa full thôi, sau này các bác mới có nhu cầu nâng cấp thêm một con súp nữa thì các bác thêm một con súp nữa vào đây thoải mái cho các bác. Và nếu như mà bây giờ là hiện tại các bác chỉ có loa full và kênh súp nó đang thừa thì các bác cho thêm một cái loa lời vào đây, một đôi loa lời cũng được, cắm một cổng center và là các bác đánh bình thường trên cái kênh thứ ba đấy nhá. Sau này ví dụ là loa của các bác có súp rồi thì các bác bỏ loa lời sang đấu vào thêm hai kênh này. Kênh này nó là 600 x 600 x 1000 W cho các bác đánh được 2 cặp 25 một kênh, còn là 1 cặp 30 hoặc 1 cặp 40 côn 100 trên một kênh này nhé. Nếu mà 30 thì các bác có thể kẹp thêm được 1 cặp 20 vào đây cũng thoải mái cho các bác. Ok chưa ạ? Bây giờ em bật lên thử test thêm một cái combo, một cái bộ này xem nó có ok không nhá. Em nghĩ là rất chi là ok cho các bác. Bây giờ em thử test hát bài Chờ Đông. Em hát không hay nhưng mà mong các bác không chê nhá. Lệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lệnh 1. Em ơi có phải ngoài trời đã mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông sẽ băng, anh đang chờ. Mùa đông ai ăn, anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mất tình, lại buồn hay sao? Khi anh đã về, một đời quên. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt son kia đứng thờ, và dù lòng ta vui phai. Ok, nói chung là em cũng không có nhiều thời gian để quay video quá lâu cho các bác để test thử kỹ. Anh em nào có nhu cầu thích combo như thế này thì liên hệ với khẩu số điện thoại 0398192198 nhé. Em nói luôn là combo này có giá là 10 triệu em bao ship toàn quốc cho các bác nhé. 10 triệu em bao ship toàn quốc. Đẩy 3 kênh rất đẹp luôn. Đây đằng sau này. Nói chung là combo này thì cho các bác là rất đẹp rồi. Gọi là không thể chê được nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé.